Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình hỏi đáp số thứ 487 của Shop Công nghệ TD. Hôm nay thứ hai đầu tuần, chúc tất cả các bạn có một tuần làm việc vui vẻ hạnh phúc, mà các bạn ở nhà thì bình an vô sự các bạn nhé. Dịch Covid thì các bạn thấy là đang tàn phá Việt Nam chúng ta, nhưng Hà Nội thì đã có tín hiệu mừng và bọn tớ có thể là sắp được tung hoành rồi, tự do rồi. Chúc tất cả các tỉnh miền Nam sớm vượt qua đại dịch Covid nhé. Chúc tất cả Việt Nam chúng ta trở lại cuộc sống bình thường sớm. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của bạn Hiếu Nguyễn Thành. Học kỹ thuật thì nên chọn chip AMD hay là chip Intel ạ? Thực ra chip AMD, chip Intel thì đây nó là hai nhà sản xuất không đợi trời chung và là đối thủ của nhau. Và hiện nay phân khúc của AMD đang cạnh tranh thị trường rất khốc liệt, đặc biệt phân khúc giá lúc nào cũng êm ái hơn so với Intel. Nhưng hầu hết với những phần mềm hiện nay trên thị trường thì Intel nó sẽ tương thích tốt hơn, còn AMD thì sẽ bị một số hạn chế thôi. Nhưng mà mình nghĩ với các phiên bản mà được trang bị mới 2020-2021 thì nó chạy hoàn toàn bình ổn, ngon lành. Và tất cả các ứng dụng phần mềm chạy khá ngon thì bạn có thể cân đối. Nói chung là cũng ok, thoải mái. Nhưng mà nếu mà đặc trưng về kỹ thuật ý, trên dòng máy chạm thì họ hầu hết là sử dụng vi xử lý của Intel mà ít vi xử lý của AMD. Thì có lẽ là nếu mà đúng thuần kỹ thuật không thì nên chọn Intel sẽ hơn bạn nhé. Câu hỏi số 2 của bạn Chiến Chiến. Cho em hỏi là em đang dùng chiếc Vivo Book D515. Em chơi Liên Minh, khi cắm sạc thì FPS lên đến 60, còn khi mà rút sạc ra thì FPS sụt xuống còn có 20%, thì như vậy có phải là lỗi của pin không ạ? Cái này thì em không để ý, không để ý rồi. Thứ nhất là khi em chơi game và làm đồ họa nên nhớ mặc định phải cắm sạc vào. Bởi vì khi cắm sạc vào thì tất cả hiệu năng của trong máy của em nó mới hoạt động hết 100%, và khi em rút sạc ra nó ở chế độ tiết kiệm điện và hiệu năng của máy nó sẽ giảm xuống. Chính vì thế khi em chơi game và làm đồ họa nó sẽ chậm hơn và FPS thấp hơn, hoàn toàn không lỗi gì, em yên tâm em nhé. Câu hỏi số 3 của bạn Nguyễn Văn Hưng. Cho em hỏi là MacBook của em ít dùng nhưng mỗi khi dùng thì chỉ dùng pin xuống được 60% là bị sập. Khi khởi động lại thì pin sẽ là 0%, thì như vậy là bị như làm sao ạ? Thực ra trong trường hợp như này thì có thể pin của bạn nó đang gặp vấn đề. Bởi vì pin nó báo ảo, nó không phải báo thật. Cái này thì mình nghĩ là bạn chỉ cần thay pin là ok thôi bạn nhá. Câu hỏi số 4 của bạn Hùng. Cháu vừa mua chiếc Surface Go 2 i7 giá 23 triệu thì có ổn không ạ? Với chiếc Surface Go 2 mà tầm tiền thế này, 22 triệu thì chúng nghĩ mà công việc, học tập và làm việc online thì quá ổn luôn. Mà đây là chiếc máy xịn sò, có thể là làm trong mọi việc công việc văn phòng mà nhìn nó rất là sang và chất lượng màn hình đẹp cháu nhá. Câu hỏi số 5 của bạn Phát Đặng. Nên cài những gì cho laptop khi mới mua về ạ? Bạn ơi, nếu mà một chiếc laptop mới về thì bạn cài những cái ứng dụng cần thiết của mình. Ví dụ các ứng dụng như là Word Office thì các bạn có thể sử dụng văn phòng, và các ứng dụng hỗ trợ để các bạn có thể vào web, các ứng dụng để có thể chạy web các thứ mà không bị giật lag. Còn có phần mềm gì các bạn cần, phần mềm gì thì các bạn tìm hiểu thì cài vào thế thôi. Còn những phần mềm không cần thiết thì các bạn không cài. Còn hàng ngày cái quan trọng là bạn sử dụng phần mềm gì trên máy và sử dụng công việc gì trên máy thì bạn mới cài. Còn đối với những cái phần mềm mà không cần thiết thì chúng ta không cài và làm gì cho tốn thời gian, tốn dung lượng bên trong máy bạn nhá. Câu hỏi số 6 của bạn Fix Lag Channel. Anh ơi, em muốn trả lại máy nhưng mà em gọi thì không được ai hỗ trợ, em nhắn tin cũng nhiều rồi mà không thấy hồi âm ạ. Em ơi, thứ nhất là trả lại máy, và trong cái điểm dịch này thì mọi thứ nó đang rất là khó khăn và mọi thứ đang quá tải. Cứ hỗ trợ gọi điện trực tiếp cho anh. Và nếu mà em có nhắn tin trên Facebook thì bọn anh dép, nó chỉ hơi chậm thôi, nhưng tất cả tin nhắn sẽ được dép. Còn những trường hợp khẩn cấp thì cứ alo cho anh. Cũng rất mong mọi người thông cảm, anh đã nói qua rất là nhiều video rồi. Cái đợt này mọi công việc của cửa hàng cũng như tất cả những cửa hàng điện tử đang rất quá tải bởi cái lượng đơn đang đặt hàng rất lớn. Và lượng nhân viên đang đi làm do đại dịch Covid-19, chính vì thế nên công ty hay bất kỳ công ty nào thì hoạt động đều không làm việc đầy đủ nhân viên. Chính vì thế có thể xử lý chậm hơn thì em thông cảm em nhé. Câu hỏi số 7 của bạn Bảo Ngọc Nguyễn Lê. Acer Nitro 5 bản 2019 với RAM 8 SSD 512, giờ đổi sang HP ZBook 15G3 để học cơ khí thì bù thêm khoảng bao nhiêu tiền nữa? Chiếc máy của em nếu mà ok ngon lành thì anh vẫn nhập lại cho em phân khúc khoảng giá khoảng 13 triệu. Thì em chỉ cần cộng tiền vào, em sẽ đổ sang chiếc HP ZBook 15G3, hỗ trợ các công việc về đồ họa cơ khí cũng như các công việc kỹ thuật đồ họa mô phỏng tốt hơn so với dòng Acer Nitro 5 em nhé. Câu hỏi số 8 của bạn NPC. Anh ơi, trong tầm giá 9 triệu quay đầu thì có con nào mà học được công nghệ thông tin không ạ? Với tầm này thì em cố gắng một chút thì nó sẽ có hai phân khúc, đó là phân khúc màn hình 14 inch được trang bị chữ U thì hỗ trợ các công việc bình mà không liên quan yếu tố về đồ họa nhiều. Ví dụ như là ThinkPad T450 này, ví dụ như HP EliteBook 840G3 hoặc 745G4, trong cái tầm tiền em đầu tư máy nó rất là đẹp, mỏng nhẹ sang trọng. Còn nếu mà em cần một chút về hiệu năng cao hơn thì em chọn những chiếc như là Dell Latitude 6540 được trang bị chip M, và cao cấp hơn một chút thì em có thể chọn Dell Latitude 5570. Thì em có thể cân đối cái nhu cầu dùng thực tế của em và qua các bài đánh giá, tìm hiểu qua các bài đánh giá của anh trên trang YouTube em nhé. Câu hỏi số 9 của bạn Hoàng Lân Nguyễn. Em xin chào shop ạ, shop có thể tìm hiểu giúp em một chiếc máy mà tương tự như Dell Virtuo 5410, khá phù hợp với nhu cầu của em, bền, thiết kế đẹp, cấu hình đầy đủ đáp ứng công việc. Nhưng mà mức giá thì hiện tại hơi cao, shop có thể gợi ý cho em một vài lựa chọn khác tương tự nhưng giá mềm hơn không ạ? Thực ra ở phân khúc tầm tiền này thì hiện nay thì cũng có rất là nhiều đối thủ.
Nhưng mà nếu mà phân khúc máy Dell trang bị chip H thì có lẽ là 5410 là một chiếc máy tốt nhất, bởi đây là máy chính hãng sẽ được bảo hành, gói bảo hành tại nhà để bạn dùng cũng cực kỳ yên tâm. Còn hiện nay các đối thủ mà cùng phân khúc tầm tiền này thì chúng ta có thể sở hữu những chiếc như Acer Nitro 5. Nitro 5 thì nó là một dòng máy gaming thì nó lại có màn hình 15,6 inch và chất lượng build thì nó vỏ nhựa cũng không thể bằng chiếc 5410 được, nhưng lại hỗ trợ thêm Vega rời giúp em chơi game và làm đồ họa tốt hơn, hoặc các dòng Asus như G15, G512 chẳng hạn trong tầm tiền em đầu tư, vân vân em nhé. Câu hỏi số 10 của bạn Nguyễn Huy anh cho em hỏi là cách để kiểm tra độ bao phủ màu của laptop đấy ạ. Hiện nay tất cả những cái video thì anh đều cài thêm một phần mềm, nó là Fluxx, và anh thấy nó cũng khá là chính xác, em có thể cài bên trong thì em sẽ xem được. Và đôi khi là anh check thông số kỹ thuật từ service tang của trên máy, một số máy nó sẽ có thông số kỹ thuật chuẩn, những cái phần mềm vừa rồi anh giới thiệu cho em Fluxx tương đối là chuẩn em nhé. Câu hỏi số 11 của bạn Nguyễn Duy, bên anh có sẵn Dell 5510 không ạ, và hiện thì đang có những option nào của máy ạ? Dòng ProEdition 5510 thì anh có đầy đủ các option từ màn hình Full HD, màn hình 4K, từ chip i7 đến chip Xeon thì anh đều có em nhé. Và ngoài ra nó có phiên bản Dell G5510 nữa. Đây là chiếc Dell G5 thế hệ mới được sản xuất 2021. Thì hiện nay anh đang có phiên bản trang bị i5 và i7 em nhé, thì em có thể tham khảo thêm. Câu hỏi số 12 của bạn Bảo Nguyễn, anh ơi cho em hỏi là laptop để dành cho sinh viên dùng tốt cho ngành IT tầm giá từ 18 đến 23 triệu thì có những mẫu nào ạ? Trong ngành IT tầm này thì em có thể chọn những chiếc máy gaming cho có chất lượng và có hình cao và có thể mua máy mới. Ví dụ như là Acer Nitro 5 phiên bản 2021 này, hoặc phiên bản 2020 cũng được này. Có các dòng Dell G5500 này, có các dòng Asus G512, đây là 3 chiếc máy gaming tốt nhất trong phân khúc tầm tiền của em. Ngoài ra thì có Lenovo Gaming 3 trong tầm tiền 18 triệu để em đầu tư em nhé. Còn nếu mà em thuần với công việc kỹ thuật thì em có thể chọn những chiếc Mobile Edition, nhưng nó là máy cũ đã qua sử dụng nhưng độ bền của nó cực kỳ cao luôn. Ví dụ như là ThinkPad P50, Dell Horizon 7510 hay HP ZBook 15G3 thì em có thể tham khảo qua các bài đánh giá cũng như nhu cầu dùng thực tế của em như nào thì em lựa chọn em nhé. Gaming thì mua được mới, còn máy chạm thì mua máy cũ đã qua sử dụng. Câu hỏi số 13 của bạn Toby, anh ơi em học bên công nghệ thông tin, em đang tìm mua máy tính trong tầm khoảng 20 triệu, cụ thể là ThinkPad P50, thì anh cho em hỏi là con này có đáng để mua không ạ? Nếu như em cần một chiếc máy thuần về kỹ thuật, độ bền cao, chạy ví dụ như là đồ họa mô phỏng, đồ họa chi tiết mà chủ yếu cái công việc mà các kỹ sư đồ họa thì chắc chắn với em ThinkPad P50 phục vụ em cực kỳ ok ngon lành em nhé. Câu hỏi số 14 của bạn Ngọc Anh Nguyễn, Mac Pro 2017 giá như thế nào ạ? Pro 2017 thì hiện nay nó sẽ có dòng 13 inch và dòng 15,6 inch. Dòng 13 inch em sẽ đầu tư phân khúc tầm tiền từ các phiên bản Turbo 3 và không có Turbo 3, nó tùy vào cấu hình và option của máy. Nó sẽ có dao động từ khoảng 18 đến khoảng 25 triệu. Với các phiên bản 15 inch thì em sẽ phải đầu tư trên 30 triệu đồng để em có thể sở hữu dòng sản phẩm. Dòng 15 inch thì được trang bị cấu hình phần cứng mạnh mẽ hơn với Vega rời và màn hình to hơn, hỗ trợ kỹ thuật và đồ họa tốt hơn so với dòng 13 inch em nhé. Câu hỏi số 15 của bạn Tiên Nguyễn, em mua máy dùng đồ họa, đang phân vân dòng Dell Gaming 5577 và Dell 7510, mong được anh tư vấn ạ. Hai dòng máy này thì nó hơi hướng đến người dùng khác nhau. Với chiếc 7510 thì chúng ta sẽ có cấu hình được trang bị cho các công việc kỹ thuật, đồ họa mô phỏng, đồ họa chi tiết, chạy máy chủ, máy ảo, cần một chiếc máy hiệu năng cao và chạy liên tục. Trong khi đó chiếc 5577 có cấu hình mới hơn, đó là dòng CPU D7 và GTX của nó là 1050. Nó hỗ trợ các game thủ cũng như các bạn làm đồ họa ở mức tầm trung với nhu cầu giải trí chơi game và dựng hình trong phân khúc này thì sẽ ổn hơn. Nhưng 5577 với tiêu chuẩn độ bền thì kém xa so với 7510. Thì ở đây em sẽ dựa vào cái nhu cầu dùng thực tế của em để em lựa chọn em nhé. Vâng, thưa các bạn, đây cũng là câu hỏi cuối cùng của số hồi đáp ngày hôm nay, và cứ 2 ngày thì chúng tôi sẽ có một số hồi đáp như này. Các bạn cần tư vấn về laptop, tư vấn về MacBook, các câu hỏi phần mềm, phần cứng, đánh giá máy hay nâng cấp máy, quý vị và các bạn vui lòng đặt câu hỏi dưới các topic này. Chúng tôi sẽ trả lời trực tiếp qua tin nhắn cũng như qua những video trả lời hỏi đáp như này. Cũng rất xin lỗi mọi người, thì hiện nay là cái công việc của shop, những cái shop mà bán hàng online đang cực kỳ vất vả và quá tải. Hiện nay là có rất nhiều bạn đặt đơn hàng 3, 4 và thậm chí có những đơn hàng 5, 6 hôm mà chưa được lên. Mình cũng giải thích đơn giản các bạn như này. Thứ nhất là một số mẫu máy là mình chưa về hàng kịp, và thứ hai nữa là mình muốn làm máy phải cực kỳ cẩn thận, bởi vì hàng được chuyển online từ xa và chúng ta không thể làm ẩu được. Làm ẩu là gì sao? Thứ nhất là tiền của chúng ta khi vận chuyển mua hàng mất thời gian, tiền của các bạn, và khi các bạn nhận máy mà không đạt được tiêu chuẩn chất lượng thì làm sao mà có thể uy tín được. Nên chính vì những mẫu này thì mong mọi người mỗi người thông cảm một chút đấy, thì để chúng ta làm việc tốt hơn để sớm vượt qua đại dịch Covid-19 như này. Chứ nói thực sự là một ngày thì mình cũng nghe rất là nhiều cuộc gọi của các bạn, thì các bạn không hiểu, các bạn gọi rồi nói A, nói B, nói C và tại sao shop phải làm ăn như này. Đấy, cũng nói luôn là đại dịch nó ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Với đơn hàng quá lớn và sản phẩm hiện nay mọi người đều biết là mua laptop tại thời điểm này chấp nhận giá đắt và cao, và thậm chí là có tiền không mua được máy bởi vì dòng sản phẩm cháy hàng liên tục. Đấy, đó là một cái sự chia sẻ rất là chân tình mọi người. Thì mong mọi người thông cảm và chúng ta
sớm vượt qua đại dịch Covid-19 mọi người nhé. Các bạn ơi, hy vọng là mọi người đồng hành và ủng hộ kênh công nghệ của TLE bằng cách là đăng ký kênh và nhớ là bấm cái chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những video mới nhất của shop nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Chào các bạn.